Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học React JS cho người mới bắt đầu. Và trong video này mình sẽ tiếp tục của bạn làm thử một cái component props nữa các bạn ha. Và trong đợt này mình sẽ làm thử một cái list album ở trên giống như là tương tự như riêng mp 3 các bạn nha. Ok bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi thì các bạn có thể vào trang web riêng mp 3 và các bạn thấy là à ví dụ chúng ta sẽ có những cái list album như như thế này. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái list album đơn giản ha. Thì nó sẽ có là cái cái hình ở trên này rồi cái text, rồi cái hình cái text, cái hình cái text các bạn ha. Rồi thì mình sẽ chuẩn bị một bộ dữ liệu đơn giản để lấy được cái link này các bạn, các bạn dùng click ở đây các bạn ha. À đây rồi các bạn inspect vào cái hình. Mình sẽ thấy là nó có một cái IMG rồi cái suột này đó nó ra cái hình này các bạn này ha. Thì các bạn copy cái link này ha. Click chuột phải copy link address các bạn ha. Đó, thì các bạn sẽ tạo ra được một cái bộ data. Rồi ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái to-do list rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái khác à mình gọi là một cái feature album. À trong cái album này thì chúng ta cũng tương tự nó cũng sẽ có cái folder component, folder pages, rồi chúng ta cũng có một cái entry point ha và chúng ta sẽ có một cái list album được uh, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây đó ba id một hai ba này ha trong này thì mình cũng sẽ gọi xuống cái uh, component là album list trong component này sẽ có album list và album đấy trong album list này sẽ nhận được cái dữ liệu album list của mình để định nghĩa trên này ok ha rồi uh, mình để comment sau đó mình click ông phần này ha trong album list này nó chỉ đơn giản là lướt qua cái list các bạn à, truyền vào Sau đó là nó sẽ chạy qua từng thằng, ứng với mỗi thằng nó sẽ render một cái li Được chưa? Trong cái li nó sẽ có một cái component tên là album À đối với cái thằng todo bữa trước á các bạn Mình làm bữa trước cái thằng todo ha Coi lại thằng todo chút xíu Mình thấy là trong cái li này mình render luôn cái item Item của mình chỉ đơn giản là cái à, cái này thôi Nó đơn quá đơn giản cho nên mình ghi thẳng luôn mình không có còn tạo component Tuy nhiên Đợt này chúng ta làm cái album nó khá phức tạp, mình không thể nào mà ghi hết ở đây làm style các kiểu thì nó cũng không không tiện lắm. Cho nên mình à, thứ nhất là mình có list ul nằm ở đây rồi ha. Còn bên trong này là một cái component album để mình tiện mình style cho nó, được chưa? Thì trong này sẽ là cái component album của mình. Rồi, thì album này nó sẽ nhận thông tin vào của một cái album vào trong này nó sẽ tự render, bên trong này nó là render cái gì đó thì nó render kệ nó, được chưa? Rồi, ở đó, đó là cái mà mình đã chuẩn bị sẵn ha rồi bây giờ mình sẽ thử à, render lên coi thử nó ra cái gì trước ha <laughs> ok trong cái app này bây giờ thay vì render cái todo feature thì mình sẽ tạm là comment nó lại đi ha rồi bây giờ mình sẽ render cái ông thần này là lúc này sẽ là album feature rồi rồi các bạn sẽ thấy có những cái mà nó đã đổi mình nó nói là à tại vì không có xài các bạn các bạn có thể optimize import ha các bạn có thể optimize import bằng cách là các bạn có thể là à, click option shift o đó, option ship o hoặc là ở bên Windows sẽ là alt ship o các bạn ha. Rồi, ok thôi mình xóa cái này luôn đi ha, khi nào cần mình sẽ bỏ vô lại. Rồi, như vậy lúc này mình sẽ render cái album feature lên. Qua đây mình sẽ coi thử ha. Rồi, nó chửi là cái gì đây? <laughs> Rồi, bây giờ mình đang sử dụng cái cái nó SAS mà bây giờ mình lại không có. À, cho nên là nó 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 chửi ha. Rồi như vậy đầu tiên mình phải cài cái nó SAS như thế này. Rồi thì cái làm gì cắn đúng không <laughs> ok rồi các bạn vào đây các bạn install save depth depth thôi các bạn tại nó xóa thì nó không có cần cái cái môi trường này, cái môi trường production ha đây hiện tại mình đang có những cái ông thần này ha và sau khi mà chúng ta cài cái nó sas đó vào các bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện ở đây mình à, các bạn đợi một chút xíu nó sẽ có xuất hiện nó xá ở đây các bạn ha đẹp đi bên đây đẹp đi bên cái nó sáng này các bạn ha nó không phải nằm trong cái dependency này nha đó, ok rồi sau đó mình sẽ run lại em làm start rồi mình tắt cái này luôn rồi mình đợi nó chạy lên ha đó ok ha ngon lành thì lúc này là hiện tại nó ra được cái có thể bạn sẽ thích đấy rồi hiện tại mình đang chỉ render ra cái tên thôi à mình mới render cái tên thôi là cái album này nè, nó mới có cái tên nè. Bây giờ mình sẽ thêm uh, bổ sung vô cho nó nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là đối với một thằng như thế này nè, nó sẽ có một cái khúc đầu tiên ha, một cái khúc đầu tiên à nó sẽ bao gồm cái hình nè, rồi mấy cái control cái kiểu ha. Vậy cho mình tạo một cái dip nó gồm cái hình mấy cái control. Bây giờ mình sẽ tạm skip mấy cái control nha, mình làm cái hình thôi. Rồi, sau đó là có một cái title chỗ này. Rồi, như vậy mình cho là cái name ha. Như mình đặt cái class cho nó. Chỗ này mình sẽ là album album này nè ha, album nè. Rồi name, sau đó mình sẽ cho một cái uh, div à, Trong cái div này thì nó sẽ lại có nhiều thứ khác ha các bạn ha Rồi trong này thì nó sẽ bao gồm trong đó nó có thứ nhất là nó sẽ có cái image này ha Và cái image này nó sẽ lấy cái nguồn là từ album.thumbnail.url được chưa Rồi mình có thể là lấy cái tim, à, lấy cái album name là thumb là alt cũng được <laughs> Rồi, đấy thì hiện tại mình sẽ có cái này ví dụ như mình đặt cái class name cho này luôn là một cái uh, album uh, thumbnail đi chẳng hạn ha. Rồi, mình các bạn có thể add thêm những cái control khác ở đây ha. À, những cái control gì đó rồi xong dùng CSS để position cho nó được chưa? Rồi, lúc này bạn coi thử nó ra cái gì rồi. Đây nó ra được cái đẹp đẹp giống như rồi này ha. Đó, ok chưa? Ngon lành ha. <laughs> rồi bây giờ mình sẽ add style cho nó nha. Bây giờ mình sẽ add cho từng cái thứ nhất là mình sẽ add cho cái Uh, cái list đi ha, cho cái list của mình. Cái album list của mình này ha, album list mình đã bỏ cái style nè. Rồi mình vào cái style của thằng này mình sẽ đặt một cái class là album list. Rồi đầu tiên là nó thứ nhất là nó nằm ngang đúng không các bạn? Mình sẽ dùng flexbox bình thường ha, display flex này ha. Rồi flex flow row, uh, mình không cho nó wrap là no wrap luôn. Rồi, được chưa? Ok. Xong. Thì các bạn thấy là nó đang nằm 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 trên một hàng hết rồi nè. Rồi thì cái album list này nó là một cái ul này các bạn à, như vậy đầu tiên mình sẽ bỏ luôn mình sẽ bỏ ra những cái chẳng hạn như là cái uh, list mình bỏ xuống dưới đi ha cho xuống dưới này rồi mình sẽ cho list style type của nó là none để cho nó mất dấu chấm đen á các bạn mất dấu chấm đen rồi ha sau đó mình sẽ uh, reset luôn cái padding của nó là padding của mình bằng, bằng không rồi đó như vậy lúc này mình đang có là ba ông thần đang nằm ngang như thế này được chưa UL ly xong rồi mới tới cái commander album. Như vậy mình muốn tạo khoảng cách giữa các âm thần này ra mình sẽ tăng khoảng cách giữa các à, LI lên các bạn ha. À, rồi ok. Cái này nó ra, nó nó chuyển sang màu tối đó các bạn. Rồi cái LI ha. Như vậy chỗ này mình sẽ style cho nó nó là ok. À, những âm thần mà LI á, à, những âm thần mà có LI á ha, con trực tiếp của thằng à, UL album list ha thì nó sẽ cách nhau ra, à nó sẽ cách nhau ra ví dụ mình sẽ cho là backding không rồi hai bên là quý cho là 20 pixel đi ha rồi còn trên dưới của ông thần này mình sẽ dùng là margin 0 và âm 20 pixel để trung hòa hai cái bếp à, bedding ở hai ngồi rìa các bạn ha thì lúc này mình đang có là đỏ một lọt các các ông thần nó nó đang được như thế này ha ok ha thấy con cool, cool rồi đó ok ha <laughs> rồi uh, sau đó chúng ta sẽ làm thêm là cho cái ông thần này nhỏ nhỏ lại cái album nhỏ nhỏ lại thì cái album đó nằm ở trong cái cái component album ha vậy mình vô component album mình chỉnh đây vô component album thứ nhất là mình import cái style vào ha import cái style vào style css rồi sau đó là mình sẽ à, định nghĩa những cái class của mình là album rồi mình có album thumbnail là cái deep đó các bạn sau đó là cái album là name ví dụ vậy ha rồi bây giờ mình sẽ coi trên này thử chút xíu coi à thứ nhất là cái chữ nó hơi đậm đậm tí đó à chữ hơi đậm đậm tí rồi mình cho font-weight bold luôn đi ha còn nó ra cái gì đây à cũng lên đậm đậm mà hơi xấu hơi kệ nó từ từ tính <laughs> trong thumbnail thì nó sẽ có thêm cái ông thần img đúng không các bạn trong img này các bạn hãy chỉ định ha ví dụ như mà các bạn coi thử là trên này nó lấy bao nhiêu đây à, trên này nó đang để là trăm ha mà cái hình nó tới bao nhiêu cái hình nó đang góc của nó là bao nhiêu đây ta cái mình có thể coi nó hai copy link address nè pass đây này cái hình gốc của nó là nhiêu đây ha rồi bây giờ mình nói là nó muốn render là khoảng 190 thôi như vậy mình sẽ cho học img này là cái width là 190 pixel đó đó ok ha và mình thấy là nó có thêm border chút xíu vô à, bo tròn chút xíu à rồi vậy thì mình cho border chút xíu border radius chút xíu ha border radius ví dụ mình cho 0.25 ram đi như vậy đấy à, muốn lên nữa cho trăm năm đi. Đó, ngon lành ha. Đấy, như vậy là các bạn thấy ra được một cái list album tương tự như trên 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 cái trên cái này ha. Giống như, như nó không có đẹp bằng mình phải chỉnh chi tiết chút xíu ha. Nhưng đại loại là na ná, na ná giống như vậy. Và cái cách mà mình các bạn thấy là mình làm là gì ha? Mình cũng phân chia ra. Các bạn thấy là gì? Mình không có làm tất cả ở trên cái thằng cha mà các bạn thấy là mình đang có một cái sự là mình sẽ có một thằng cha nó đang có dữ liệu vô đây là album feature, nó đang có dữ liệu này ha. Nó có dữ liệu nhưng nó không biết cách render Thế là nó bắt ông thần album list Ông mời tôi có cái dữ liệu nè Ông render dùm tôi đi Thế là ông album list này nhận vô một cái list data Sau đó ông render Còn cái ông bản thân ông album list này Ông thì không biết dữ liệu từ đâu tới À thằng cha chó gì render cái đấy à Rồi khi ông render cái list Thì ông render ông nói là Từng item nó phức tạp quá Thôi tôi tách ra một cái common core Hey, đó, ông album nè rồi ông album này mình sẽ tự handle trong này ha mình sẽ tự thêm rồi phức nó phức tạp như nào mình sẽ tự sửa trong này style trong này luôn cho nó khỏe được chưa nếu mà các bạn mà đặt cái mới này nè vô trong cái album list này nhìn nó rất là rối nó khá là rối các bạn ha hơn thế nữa là ví dụ thỉnh thoảng mà các bạn chỉ muốn render một item như thế này thôi thì làm sao được đúng không thì bạn có thể là gì nếu các bạn mà có một cái định nghĩa một cái album thế này bạn hoàn toàn có thể render riêng lẻ một cái item thôi cũng được ha còn nếu mà các bạn mà gắn tất cả mọi thứ trong album vô trong này là bạn sẽ không có làm được cái chuyện đấy được chưa như vậy là các bạn thấy là gì qua hai cái ví dụ mình làm về props các bạn thấy hoàn toàn là mình cái về cái cách mình sử dụng dữ liệu cũng như cái cách mình tổ chức dữ liệu nó cũng khá là đơn giản ha lưu ý là ở trên tầng cha nó sẽ giữ cái dữ liệu nó có dữ liệu nó sẽ bắt những cái thằng component render tương ứng dữ liệu cho nó còn mấy thằng ở dưới thì nó không còn biết data ở đâu ra cả được chưa đấy đó là những cái ví dụ khá là đơn giản về về props các bạn ha ta ra hy vọng và hy vọng là qua cái thằng to do list nè và qua cái thằng uh, album list này các bạn đã hiểu được cái cách mà mình sẽ tổ chức và cũng như là mình sẽ tiếp cận vấn đề khi mà mình muốn làm render bất cứ thứ gì ở trên cái giao diện của mình các bạn ha nhớ là thằng cha giữ dữ liệu sau đó truyền xuống cho thằng con thằng con thì nó cứ tiếp tục nhận cái dữ liệu đó và cứ render lên nếu nó thấy phức tạp quá thì nó lại tiếp tục à, tách nhỏ ra tách nhỏ ra ok các bạn ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hy vọng là video hữu ích với các bạn Uh, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha